Mình là Hoài Phương, giáo viên đến từ Island Studio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số động tác cơ bản của belly dance giúp thon gọn vùng eo. Đầu tiên bắt đầu bằng động tác hip circle. Chúng ta bắt đầu với động tác hip circle xoay vòng hông. Đầu tiên ở vị trí chuẩn bị, các bạn hãy mở chân rộng bằng vai, từ từ mở rộng hai tay, mở vai, thẳng lưng, hóp bụng, từ từ đẩy hông phải, giữa, trái, giữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bỏ giữa, bắt đầu phải, trái, phải, trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tập động tác để hông ra trước và sau. Mở rộng chân, mở vai, thẳng lưng, hóp bụng, từ từ giữ thẳng lưng. Chúng ta sẽ đẩy phần bụng dưới ra trước, về giữa, thẳng lưng, đẩy hông ra sau. Giữa, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỏ giữa, trước, sau, trước, sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ nối các động tác với nhau. Mở rộng chân, mở vai, thẳng lưng, hóp bụng. Bắt đầu để hông phải, giữa, trước, giữa, trái, giữa, sau, giữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỏ giữa nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay tròn từ phải, nhẹ nhàng giữ thẳng lưng, vòng hông ra trước, sang trái, về sau, tiếp tục phải, trước, trái, sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiều ngược lại, trái, trước, phải, sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay tròn từ trái, vòng trước, sang phải, về sau, 1, 2, 3, 4, tiếp 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7.